Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua về được. Đó là một chiếc xe ở cái phân khúc pickup ạ. Đó là chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton. Đây là cái phiên bản Triton GLS sản xuất năm 2017. Và là cái bản số tự động một cầu. Máy đã là máy Mavic rồi ạ. Chiếc xe được nhập khẩu từ Thái Lan và đăng ký năm 2017, sản xuất năm 2017 và đã chạy được hơn 3 vạn km rồi. Cụ thể chiếc xe này là 3 vạn 3 km rồi và là cái phiên bản số tự động một cầu. Động cơ được trang bị là cái động cơ Mavic 2.5 lít và là động cơ diesel, cho nên là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay và trên màn ảnh của quý vị các bạn đang theo dõi đây là một chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 phiên bản GLS số tự động màu đen. Chiếc xe này còn rất là đẹp vì mới chạy có hơn 3 vạn km thôi ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi theo dõi chiếc xe này để tìm hiểu về chiếc xe này, xem nó còn mới và đẹp như thế nào, xem nó có thực đúng là 3 vạn 3 km như tôi đã nói không ạ. Vì nếu như quý vị và các bạn để nghe đến km thì quý vị và các bạn có khi lại nói là chúng tôi sẽ tua đồng hồ, nhưng đồng hồ là một phần thôi. Quý vị và các bạn xem chiếc xe nó có đẹp hay không, nó có xứng đáng với cái 3 vạn 3 km hay không ạ. Thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn đang xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc cho anh em chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đây, mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động một cầu Mavic này đây ạ. Đây, quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này còn rất là đẹp, phần sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Đây, mời quý vị và các bạn cùng xem. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từ cái phần thân vỏ để quý vị và các bạn cùng xem đây là nó còn đẹp như thế nào ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản hết ạ. Cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Tôi sẽ quay tất cả cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần la răng, lốp, bậc cửa. Đây, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản, la răng chưa có xước sát thì cả, và dàn lốp này của nó là còn nguyên. Đây là cái phần ba đời sốc trước của xe đây ạ, tất cả còn nguyên bản và chiếc xe đã được trang bị là cặp đèn gầm đây rồi ạ. Tất cả còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là tai nạn gì cả, tất cả còn nguyên bản hết. Đây là cái bộ đèn pha còn rất là mới, rất là sáng, rất là bóng, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm hay là thay thế gì cả, tất cả còn rất mới. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị một cặp đèn gầm hay là còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Tất cả còn rất mới, từ ô cửa gió cũng rất là mới và đẹp, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay tai nạn gì cả đâu ạ. Đây là cái phần gương của xe, gương cũng đã được trang bị là ốp chrome và tích hợp xi nhan trên cái gương này ạ. Và là gương đã được trang bị là gương gập điện rồi đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đề nổ start top, cho nên là bấm khóa mở cửa trên tay đây ạ. Đây, đây là khóa thông minh và bấm mở cửa trên tay, kể cả cánh cửa lái hay là cánh cửa phụ cũng đều bấm mở cửa được hết ạ. Đây là cái phần lốp và la răng của xe, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái phần lốp, tất cả lốp còn nguyên bản theo xe hết ạ. Cả dàn lốp này còn nguyên bản theo xe. Đế của lốp xe là sản xuất năm 2017 và cái lốp này sản xuất năm 2016. Tất cả cái phụ tùng này là sản xuất cuối năm 2016, để 2017 thì đã sản xuất xong được chiếc xe này ạ. Và cái phần sắt xi này, sắt xi rồi thì phần lòng dè của chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản ạ, rất là đẹp ạ. Dàn lốp nguyên bản theo xe, la răng thì chưa có xước sát gì cả. Đây là cái lốp trước của xe, lốp trước cũng vậy ạ, cũng là date 2016. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 nhưng mà cái lốp này là lốp được sản xuất năm 2016. Tất cả còn rất mới, rất là dày và vì mới chạy có hơn 3 vạn km thôi cho nên nó còn rất mới. Đây ạ, date lốp cũng là 2016, tuần thứ 95 năm 2016. Đấy, cho nên là sản xuất cuối năm 2016 rồi. Cái lốp này được sản xuất cuối năm 2016. Đây là cái phần ba đời sốc đây là cái phần giảm sốc trước và cái phần lòng dè của chiếc xe đây ạ.
tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem về cái dàn lốp này của nó còn nguyên bản từ cái lốp xưa cua này là chưa hạ đấy ạ. Và cái phần gầm của nó rất là sáng, phần gầm tất cả còn rất là mới và đẹp. Lốp xưa cua đây, lốp xưa cua nguyên chưa hạ, vạch sơn vẫn còn, chưa có mất cái vạch sơn này, tức là cái lốp xưa cua này còn nguyên bản ạ, chưa hạ đất, chưa sử dụng một lần nào, cho nên là nó còn rất mới, tất cả cái lốp xưa cua này còn rất mới, chưa sử dụng lần nào. Và cái phần gầm thì quý vị các bạn cùng xem mẹ, tất cả là cái nó còn rất là mới, nhìn rất là đẹp vì chiếc xe này sử dụng rất là ít, chủ xe mới chạy có hơn 3 vạn km thôi, cho nên là nó rất là mới. Đây là cái phần ba đời sốc sau của xe. Chiếc xe này cũng chưa có đâm đụng, chưa va chạm gì từ phía sau, cho nên là cái phần ba đời sốc sau này tất cả nó cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả, chưa có xước sát gì cả. Đây là cái phiên bản Triton 2017 và là cái phiên bản GLS và được trang bị là cái động cơ Mavic rồi ạ, động cơ DID Common Rail 2017 và động cơ Mavic ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của chiếc xe, cụm đèn hậu còn rất là mới, chưa có xước sát, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm, chưa có sự nứt vỡ, tất cả còn nguyên bản, rất là mới ạ, rất là đẹp ạ. Đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần thùng của xe. Chủ xe thì cũng chưa lắp lên nắp thùng đâu, tất cả nó còn nguyên như lúc lấy ở hãng ra thôi. Và cái điều quan trọng nhất là tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem từ cái phần ba đời sốc sau này này, cái phần đằng sau tất cả cái ốc này, keo chỉ của nó còn nguyên bản, tất cả những cái ốc này còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay chưa bị va chạm từ cái phía sau này, cho nên nó mới còn được nguyên bản, nó mới còn được đẹp như thế này ạ. Tất cả còn nguyên bản và cái điều này thì chúng tôi cam kết là chiếc xe này không tai nạn, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Nhìn từ xa hay là nhìn một cái góc nghiêng thì chúng ta cũng có thể thấy được là tất cả của nó, nước sơn nguyên bản của nó, nước sơn zin của nó cũng còn rất là nhiều, cho nên nó mới bóng bẩy và nó mới được đẹp như thế này ạ. Đấy, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem từ xa lại gần một cái góc nghiêng để quý vị các bạn cùng xem ạ. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn về cái phần nội thất của chiếc xe. Cũng như những cái xe khác thì ta sẽ đi tìm hiểu từ từ. Bắt đầu bước vào khoang nội thất thì chúng ta cũng xem qua về cái phần cánh cửa bên lái ạ, chiếc táp bi cửa bên lái ạ, táp bi cửa trước bên lái đây ạ. Đã được tích hợp cái cụm điều khiển lên xuống kính. Đây, tất cả là còn rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị đè nổ Start Top khóa thông minh. Đây là cái phần Start Top này. Đây là cái cụm gương gập điện, điều chỉnh gương điện này, gương gập điện này, Start Top này. Tất cả là năm 2017, nhưng mà chiếc xe Triton Mavic này cũng đã được trang bị tương đối ạ. Đây là cái ghế lái chỉnh điện, ghế lái cũng đã được trang bị chỉnh điện 8 hướng rồi đấy ạ. Và nội thất da thì cũng đã là nội thất da cao cấp rồi ạ. Xe Mitsubishi cũng đã trang bị cho Triton 2017 này là một cái bộ ghế da cao cấp rất là đẹp ạ. Còn đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái, tôi cũng sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này ạ. Keo chỉ còn nguyên bản ạ, tất cả phần bên trong này nó còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, tất cả nó mới còn nguyên bản và nó còn rất là mới như thế này ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn, cho nên là cái trần này nó cũng còn rất là đẹp nè, trần rất là sạch sẽ, ghế da cũng rất là mới. Cái phần phía sau này thì gần như là rất ít người ngồi, cho nên ghế da nó còn như mới ạ. Tôi quay gần, quay chi tiết và quay thật chậm rãi để cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này ạ. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 Mavic này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Triton Mavic 2017 số tự động một cầu này ạ. Và nếu như quý vị các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần làm việc cho anh em chúng tôi ạ, và được đón nhận những clip mới nhất mà kênh ô tô 360 chúng tôi update lên kênh ô tô 360 này ạ. Mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi clip để chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 Mavic và số tự động nhập khẩu từ Thái Lan. Chiếc xe đã chạy được hơn 3 vạn km rồi.
và đăng ký tên tư nhân. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi clip để chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc tab bi cửa bên phụ, cửa trước bên phụ, tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Tôi quay rất là chi tiết để cho quý vị và các bạn cùng xem. Nếu như quý vị và các bạn ở xa chưa đến xem, chưa đến cửa hàng xem trực tiếp được thì mời quý vị và các bạn có thể xem clip, thì quý vị và các bạn cũng có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn mới còn nguyên bản như thế nào ạ. Tôi quay rất là chi tiết đây ạ. Để nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng và quý vị và các bạn có thể sắp xếp thời gian để đến với cửa hàng chúng tôi, được anh em chúng tôi tư vấn cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn chưa thu xếp được tài chính thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ làm thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn vẫn có thể vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe này ạ. Đầu tiên bước vào khoang nội thất thì quý vị và các bạn xem đồng hồ đây ạ. Chính xác là chiếc xe này chạy được 33.000 km rồi ạ, tức là 33 km. Và chiếc xe Mitsubishi Triton này cũng đã được trang bị rất là nhiều option, ví dụ như sang số thể thao trên vô lăng đây ạ, mà rất ít xe bán tải được trang bị, thì riêng chiếc Triton này đã được trang bị sang số thể thao trên vô lăng. Và cái phần Cruise Control, điều khiển tức là kiểm soát hành trình, tức là ga tự động đi đường dài, đi đường trường thì rất là thích. Và xe cũng đã được trang bị lên là điều hòa tự động, hai vùng độc lập, màn hình, camera lùi, tất cả đầy đủ rồi. Option thì riêng về cái phần Mitsubishi Triton này thì trang bị tương đối nhiều option, mà rất ít xe ở cái phân khúc pickup được trang bị nhiều. Đến những chiếc xe như Ford Ranger phải Wildtrak mới được trang bị option tương đối là nhiều như thế này. Còn nếu ở cùng phân khúc thì là riêng về cái phần Triton này thì tương đối là rất là nhiều option, mà ở cùng phân khúc ít xe có được option như chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 Maverick này ạ. Điều hòa tự động hai vùng, màn hình camera lùi được trang bị là nguyên bản. Tablo thì còn rất là đẹp, rất là mới, chưa có xước xát gì cả, vì chủ xe đi rất là ít và rất là giữ gìn nên chiếc xe nó mới được đẹp đẽ như thế này ạ. Vì chiếc xe chạy được hơn 30.000 km thôi và chủ xe thì đi rất giữ gìn cẩn thận nên nó mới được đẹp và mới như thế này ạ. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu về chiếc động cơ của chiếc xe này ạ. Đây, chiếc xe này thì bước vào cái khoang nội thất thì đầu tiên thì tôi cũng mời quý vị và các bạn đi xem qua về cái phần ốc ác đã. Xem chiếc xe này nó có bị đâm đụng hay va chạm hay là máy móc có bị làm lại gì không. Thì đây, mời quý vị và các bạn xem, đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo hay là keo chỉ cabo, tất cả là chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên hết ạ. Chưa có đâm đụng hay chưa có va chạm gì cả, cho nên tất cả cái chỉ cabo hay là cái ốc cabo này nó là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là có trong cái khoang động cơ này hay là tất cả về cái xe này nó đều nguyên bản. Tôi quay rất là chi tiết rồi. Nếu như quý vị và các bạn ở xa chưa qua xem được thì quý vị và các bạn cũng có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động một cầu này rồi đấy ạ. Tất cả các ốc, từ ốc cabo, ốc tai đến ốc xương đầu xe, ốc ba rờ sốc đằng trước đây, tất cả về cái ốc xương này, tất cả nó còn nguyên bản ạ. Điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tôi sẽ cố gắng quay thật sát, thật chậm, thật chi tiết để quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi trên màn ảnh của quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này ạ. Tất cả nó còn rất mới, tất cả nó còn rất là nguyên bản ạ. Chúng tôi cũng dọn qua máy móc lên rồi. Chiếc xe này tôi cũng đã dọn qua lên để cho quý vị các bạn cùng xem nó chi tiết hơn, nó rõ ràng hơn để chúng ta có thể tự đánh giá được cái chất lượng ạ. Chiếc xe này cũng đã được trang bị là động cơ Maverick Common Rail đây rồi ạ. Đây là chiếc là động cơ Maverick 2.5 máy dầu, tức là động cơ diesel đấy ạ. Tất cả nó rất là nguyên bản ạ. Và cái điều quan trọng nhất là tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Ở cái phần đèn này, chân đèn này, ốc tai này. Đây là cái ốc tai. Ốc tai nó có bị đâm đụng hay không, nó có còn bị va chạm hay không thì điều này nó cũng có thể nói lên đây ạ. Và cái phần ốc của động cơ đây, tôi quay chi tiết từ ốc mặt máy cho đến ốc cổ bô. Tất cả ốc mặt máy này, ốc cổ bô này, nó còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn rất là đẹp, tất cả còn nguyên bản. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm, chưa làm lại máy, máy móc nguyên bản ạ. Nên...
Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và nếu như quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 Mivec này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. We'll be right back.